bác tên là Chấm á? À? Chấm ở khu Ba Đồng Xuyên. Vâng. Thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại thì chúng tôi đang đón bác Chấm tại khu Ba, xã Đỗ Sơn, Thanh Ba, Phú Thọ. À Đỗ Xuyên ạ. Vâng. Đỗ Xuyên về ký nhận một chiếc sập ngồi Ngũ Phúc. Kích thước là 1m6 x 2m. Đây. Đây là hình ảnh bác Chấm quý vị nhé, tại Đỗ Xuyên nhé. Và đây là trong xưởng của chúng tôi đây. Đấy, phía bên trong xưởng đây. Ở bên ngoài còn rất nhiều các mẫu sập khác thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp bên xưởng, rất là nhiều mẫu mã. Đây hình ảnh chiếc sập của bác Chấm đây thì bác quay. Đó cái ván mặt đây bác. Đấy. Vâng, cái ván này. Không, ở đây. Dưới đây bác ơi. Đây, hẳn là đây bác. Đấy, cái ván trong. Ok thế được ạ. Mà chữ là được không? Nếu là cái chữ không? Nhận được chữ không? À, chiếc này thì chúng tôi là đục theo mẫu là Ngũ Phúc Chám Mai. Đây vậy này. Toàn bộ đường nét là đục chạm theo mẫu là Ngũ Phúc Chám. Hết rồi chị bác. Ok quý vị nhá, rồi là bác Chấm thì đã ký nhận xong hết rồi cái sập này rồi, thì sau đây thì chúng tôi sẽ chuẩn bị và quá trình là hoàn thiện sản phẩm và sẽ bàn giao cho khách hàng. Thì quý vị đã quan tâm thì có thể theo dõi đăng ký kênh để có thể cập nhật thêm về những cái video và những sản phẩm khác của chúng tôi. Ok, xin chào mọi người nhé. Đây hiện tại đang có một đôi lục bình Vũ Hương, và phía bên ngoài này thì còn rất là nhiều các bộ sập khác. Đây. Đây hiện tại là có một đôi sập Ngũ Phúc này, chiếc dưới này là 1m6, trên là 1m8 này. Nhưng bên trong này, đây một bộ này. Đây. Rất là nhiều nữa. Trong này còn hai bộ. Tôi đang đậy bạc. Bên ngoài này giờ có một bộ sập bằng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi. Và anh thợ đang trong quá trình là tẩy nhựa của chiếc sập này. Đang có trong quá trình tẩy nhựa. Khi tẩy hết cái nhựa gỗ lên thì chúng tôi mới hoàn thiện được. Ok quý vị nhá. Ok biển sửa đây.